Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học. Hội thảo quốc tế AETA lần thứ 8 do Trường Đại học Tôn Đức Thắng đồng tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tham quan và làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 18 tháng 12 năm 2023, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi tọa đàm chuyên gia trong nước và quốc tế về liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Tọa đàm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm lấy ý kiến xây dựng dự thảo nghị định liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân để trình Chính phủ xem xét vào năm 2024, thay thế cho quyết định số 18 năm 2017 quy định Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Tọa đàm cũng giới thiệu kinh nghiệm đào tạo liên thông ở một số quốc gia trên thế giới như Úc, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc. Hội thảo quốc tế lần thứ 8 các giải pháp công nghệ tiên tiến, lý thuyết và ứng dụng năm 2023 đã được tổ chức trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 12 năm 2023 tại Trường Đại học Quốc gia Bukyong, thành phố Busan, Hàn Quốc. Hội thảo AETA là hội thảo khoa học danh tiếng và được tổ chức định kỳ. AETA là cơ hội để các nhà khoa học, các chuyên gia kỹ thuật chia sẻ kết quả nghiên cứu và ý tưởng để cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, đoàn cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đoàn đã đi tham quan một số điểm cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu, giáo dục và có buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và một số đơn vị trực thuộc TDTU. Hai bên đã có những trao đổi, chia sẻ và giới thiệu về hoạt động truyền thông, hoạt động nghiệp vụ thư viện cũng như hoạt động khoa học công nghệ và kinh nghiệm tổ chức các hội thảo quốc tế.